Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em đi ra ngoài một cái chỗ, cái khu dân cư mới. Ở đây thì rất nhiều một cái loại cây thuốc đặc trị cho cái bệnh hen. Đây, em sẽ đi gần lại cái loại cây này để cô bác và anh chị mình nhìn. Hoa của nó khá là đẹp. Đây là cây lá hen nha cô bác và anh chị, hay còn gọi là cây bàng biển. Cây bồng bồng. Đây. Ở cái khu vực này thì em đang ở khu vực là ở chỗ quận 9 cũ, thành phố Hồ Chí Minh, thì nó mọc khá là nhiều đây. Hôm nay thì em sẽ cùng cô bác và anh chị mình đi tìm hiểu về cái loại cây lá hen này và tại sao nó lại có công dụng được người ta ví là một loại cây khắc tinh của cái bệnh hen, và nó có tác dụng rất là nhanh khi mà mình uống để điều trị cái bệnh hen. Đây, hoa khá là đẹp. Quả của nó đây cô bác và anh chị. Đây là cái mùa nó đang còn quả. Đây, em sẽ ấy ra cho cô bác và anh chị xem. Bên trong thì nó khá là nhiều mủ nhé. Đây là cái hạt của nó đây này. Cái này thì đa số là khi mà nó rất là nhiều cái bông bông. Khi mà nó già thì cái quả này nó sẽ bung ra, và cái hạt này nó sẽ phát tán như kiểu cái cây bồ công anh á. Mấy cái này nó sẽ có cái bông này này, nó bay đi khắp nơi là nó phát tán bằng cái hạt. Cái cây này thì khá là, nó sinh trưởng khá là tốt. Xung quanh cái khu vực này là em thấy người ta chặt rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chặt thì còn cái gốc đây này, cô bác và anh chị mình nhìn này. Người ta chặt rất là nhiều lần nhưng mà còn cứ còn cái gốc hoặc là cái cành dâm xuống là nó lại lên. Cái cây này thì nó sinh trưởng rất là mạnh. Và bây giờ thì em sẽ đi chia sẻ về cái công dụng và một số bài thuốc từ cái cây lá hen này nhé. Lá hen thì với những cái công dụng vô cùng đặc biệt mà được dân gian mệnh danh là khắc tinh của cái bệnh hen suyễn. Đây là một trong số ít những vị thuốc có tác dụng điều trị cái bệnh hen suyễn. Vì cái tác dụng tuyệt vời này nên dân gian đã đặt tên của nó là cây lá hen. Cái lá này thì cô bác và anh chị mình có thể thu hái quanh năm nhé. Đây này, mình có thể thu hái quanh năm. Cái lá nó thì nó có một cái lớp phấn phủ. Đây cô bác anh chị mình nhìn thấy cái lớp này, em mày mày cái này ra. Khi mà mình lấy về á thì mình sẽ làm sạch bằng cách đó là mình lấy cái khăn sạch, mình xoa, mình lau khô cái khăn sạch đó với cái lá này cho nó thật là sạch những cái bụi cái phấn đi. Rồi sau đó thì cô bác và anh chị mình đem nguyên lá như thế này mình phơi khô nhé. Đây là cái cách sơ chế và cũng như là để mình bảo quản cái lá hen này để mình điều trị bệnh. Trong đông y thì cái cây lá hen nó có vị hơi đắng, tanh và tính mát, quy vào hai kinh là kinh tâm và kinh phế. Công dụng của cái cây lá hen theo kinh nghiệm dân gian và theo những cái nghiên cứu của khoa học hiện đại thì nó có một số công dụng, đó là điều trị cái bệnh hen suyễn, điều trị cái bệnh hen phế quản, điều trị cái bệnh viêm phế quản mãn tính và giảm các cái triệu chứng khó thở do bệnh gây nên. Cái cách dùng và liều dùng thì một ngày mình sẽ dùng từ 8 đến 10 lá ở dạng khô hoặc là dạng tươi đều được. Mình sẽ đun với khoảng 1,5 lít nước sạch, sau đó còn khoảng 1 lít thì chia làm 3 đến 4 lần uống trong ngày, uống vào khi đói hoặc là sau khi ăn nhé. Cô bác và anh chị mình lưu ý là cái thuốc của cái cây lá hen này thì nó hơi đắng và nó hơi tanh, nó khó uống. Mình uống một lần nhiều thì nó dễ bị ói, nên là mình có thể chia nhỏ cái lần uống ra thành 3-4 lần và mình uống sau bữa ăn. Khi mà cái bụng mình đói thì uống nó sẽ có công dụng tốt nhất nhé. Thuốc nó có công dụng rất là nhanh, chỉ sau từ 2 đến 3 ngày sử dụng thì mình đã thấy cái tác dụng của nó rồi. Thậm chí thì người ta đã ghi nhận rất là nhiều những cái trường hợp bệnh nhân uống chỉ sau khoảng 10 phút là nó đã có công dụng rồi. Và trong cái y học hiện đại thì người ta cũng nghiên cứu cái cao chiết xuất từ cái cây thân và vỏ của cái thân và cái rễ, vỏ của cái rễ cây lá hen này để làm cái thuốc đặc trị cái bệnh hen suyễn, phế quản mạn và COPD rất là hiệu quả.
Ngày nay thì trên thị trường cô bác và anh chị mình dễ dàng tìm kiếm, mình mua được cái cây lá hen ở cái dạng khô là người ta đã làm sẵn và người ta bán trên thị trường với cái giá thì cũng chỉ trên dưới khoảng từ 1 đến 200 ngàn đồng một ký cái lá hen khô, rất là dễ mua. Nhưng mà ở trong Nam này thì em thấy rất là nhiều cây lá hen nha, nó mọc dại ở những cái vùng mà y như là đất ven đường hay là đất mà gần cái khu bằng bằng mà gần cái sông một chút xíu á, là nó mọc rất là nhiều cái loại cây này. Tuy nhiên thì ở cái khu vực miền Bắc thì em lại không thấy, không rất là ít thấy cái cây lá hen này. Nên là cô bác và anh chị mình nếu mà mình có người thân hay là bản thân mà mình bị cái bệnh này thì mình có thể làm tìm hiểu về cái phương thuốc trị bệnh từ cái cây lá hen này và mình có thể mua mua ở những cái địa chỉ uy tín nhé. Cái bệnh hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản là một cái bệnh mà viêm niêm mạc cái phế quản mãn tính, đặc trưng bởi cái tình trạng tắc nghẽn ở cái đường thở do phù nề niêm mạc phế quản tăng tít đờm, giãn và co thắt cái cơ trơn phế quản, đặc biệt xảy ra khi gặp các cái tác nhân kích thích trực tiếp hoặc là gián tiếp gây nên các cái triệu chứng ho nặng ngực hay là khó thở, thở khò khè. Ngoài cái công dụng chữa hen thì cái cây bồng bồng hay còn gọi là cây lá hen này nó cũng có công dụng chữa một số các loại bệnh khác, ví dụ như là chữa mụn nhọt và rắn cắn thì cô bác và anh chị mình có thể dùng cái lá tơi này, mình lau sạch hoặc là rửa sạch các cái bụi phấn này đi và mình giã nát và mình đắp vào cái chỗ mụn nhọt và rắn cắn thì nó cũng giúp cho cái vết thương và cái mụn đó nó nhanh lành hơn. Và một số các cái tác dụng khác của cái cây lá hen như là nhựa cây được dùng trong y học dân gian phối hợp với nhựa xương rồng có thể làm thuốc tẩy mạnh. Nó cũng được dùng như là làm chất kích thích tại chỗ. Cồn thuốc từ cái lá của cái cây lá hen này dùng để điều trị sốt cơn. Thân vỏ rễ và hoa cũng được dùng để chữa bệnh. Hoa tán bột uống với liều nhỏ để chữa cảm lạnh, ho, hen, khó tiêu. Vỏ rễ thì tán bột có tác dụng chữa kiết lỵ. Ngoài ra thì cái dược liệu này cũng được dùng cả cây để chữa giang mai, kiết lỵ, tiêu chảy hay là thấp khớp. Các bệnh về da như là mụn nhọt và trị run rất là hiệu quả. Vậy là trên đây em đã chia sẻ đến cô bác và anh chị một cái loại cây, một cái bài thuốc đặc trị hen, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính, giúp giảm ho đờm và khó thở ở cái bệnh nhân mà bị hô hấp mãn tính. Đây là một cái loại cây thuốc được sử dụng lâu đời ở trong đông y rất là quý nhưng mà lại không hiếm. Mình có thể thấy nó mọc dại ở rất là nhiều nơi và cô bác và anh chị, đây là một cái bài thuốc đặc trị hen mà nếu mà ai mà chưa biết thì mình có thể lưu lại để chia sẻ với người thân hay là bạn bè nếu mà không may mình mắc phải cái bệnh hen này nhé. Video chia sẻ về cái cây lá hen của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.